Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Một thông tin nóng bỏng và thu hút được sự quan tâm của dư luận trong ngày 15 tháng 11 đó là Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam với cáo buộc về hoạt động cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 của Bộ luật hình sự tại Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 15 tháng 11 với tựa đề Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt cho biết. Ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo buộc vai trò đồng phạm của nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11, về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện công tác khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhưỡng ngay sau đó, kéo dài trong nhiều giờ, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tờ báo này đã đăng tải như thế. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản đã gây tiếng vang rất mạnh trong và ngoài nước. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã huyện Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm của Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Được biết, ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, từ năm 2016 đến năm 2021, thuộc tỉnh Bến Tre và là Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội, từng là cán bộ tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Hiện nay, ông Nhưỡng là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mới nhất là vào ngày 27 tháng 9, ông Nhưỡng có cuộc gặp với các gia đình tử tù Nguyễn Văn Trường tại văn phòng Quốc hội. Việc cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt không nhằm ngoài dự đoán của giới quan sát, nhất là khi trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 với lý do quá tuổi. Mặc dù năm đó ông Lưu Bình Nhưỡng mới 58, còn ít hơn ông Nguyễn Phú Trọng 19 tuổi. Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội vì dân, được cử tri yêu mến và ủng hộ, có những phát biểu được đánh giá là nói thẳng, nói thật vào những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm. Nhưng ông Nhưỡng cũng là cái gai trong mắt các thế lực nắm quyền trong đảng, bởi những phát biểu thẳng thắn của ông đã làm cho nhiều kẻ phải nóng mặt. Vào tháng 10 năm 2018, ông Nhưỡng đã gây chú ý dư luận khi chỉ đích danh những sai phạm của cơ quan điều tra Bộ Công an mà ông cho là rất khủng khiếp. Nguyên văn lời ông Nhưỡng nói khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là: "Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong công việc này." Sau phát ngôn kể trên của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Bộ Công an đã cải chính và cho rằng phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng gây dư luận không tốt. Nghiêm trọng hơn, vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, trong buổi thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói rằng không được biến Quốc hội thành phòng kín để chia chác quyền lực. Cụ thể, theo báo Thanh Niên, bàn giao những tâm tư đến Quốc hội khóa sau, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Quốc hội phải cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói rằng Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân, đặc biệt không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để mà gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực của đất nước. Phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng tiếp cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trường tại văn phòng Quốc hội. Phản ứng chung của dư luận xã hội cho rằng tiếc cho cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vì trong xã hội Việt Nam hiện nay không có chỗ đứng cho những người có tâm với đất nước, dám nói thẳng và nói thật như thế. Khi mà triết lý của những kẻ nắm quyền hiện nay
một cây thẳng họ cũng muốn bẻ cong. Nếu không được thì họ sẽ bẻ gãy nó đi. Những ai không chấp nhận bị đắn cong theo ý chí của những kẻ nắm quyền lực thì sẽ bị loại trừ. Việt Nam hiện nay là một quốc gia rất kỳ lạ, đến cả Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội mà cũng không được phép nói thẳng những điều mà họ đang suy nghĩ. Thì thử hỏi số phận của nhân dân sẽ ra sao đây? Câu hỏi đặt ra là vậy có nên để tồn tại Quốc hội này nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư hết vị, Thủ tướng chính chưa tha cho ông Trọng trong vụ lấp vịnh Hạ Long. Câu chuyện dự án khu đô thị 10B Cẩm Phả, Quảng Ninh gây lo ngại về việc xẻ thịt di sản sẽ tác động xấu đến môi trường tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng bất ngờ, Cục trưởng Cục Di sản Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hiền vào ngày 13 tháng 11 lại lên tiếng trần tình về việc báo chí cho rằng tỉnh Quảng Ninh cho lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long để làm khu đô thị. Theo tờ báo Tiền Phong, nơi đã nổ phát súng đầu tiên về dự án này vào ngày 13 tháng 11 tiếp tục đưa tin với tiêu đề Cục trưởng Di sản Văn hóa lên tiếng vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa lên tiếng về vụ việc này. Bản tin cho biết liên quan đến vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự nhà liền kề cao cấp. Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền trong phát biểu bên lề hội nghị góp ý cho hồ sơ dự án luật di sản văn hóa có sửa đổi khẳng định rằng khu vực thực hiện dự án gây xôn xao dư luận nằm ở vùng đất đồi núi đầm lấy, khu nuôi thả vịt, không có người dân, không có di sản, di tích, không có quy hoạch du lịch. Theo lời bà Lê Thị Thu Hiền, đây cũng là khu vực cuối của vịnh Bái Tử Long đổ ra biển. Theo giới quan sát, dự án mà bà Lê Thị Thu Hiền nhắc đến chính là dự án nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long và nằm sát gần tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả. Dự án này có diện tích gần 32 ha, trong đó 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long. Trước đó, truyền thông nhà nước cũng thừa nhận dự án này đã được tỉnh Quảng Ninh chấp nhận chủ trương đầu tư và dự án đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận. Lập tức mạng xã hội lại nổi sóng vì cho rằng việc bà Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền nói như vậy nghĩa là tái khẳng định việc lấp biển quây đảo Vịnh Bái Tử Long không phạm vào di sản, danh lam thắng cảnh và được pháp luật hiện hành cho phép. Nhà báo Nguyễn Thông đã bình luận trên trang Facebook cá nhân và ca thán rằng không hiểu bà này đã tới tận nơi có dự án xâm lấn đó hoặc ít nhất cũng coi mấy tấm ảnh chụp khu biển chưa mà dám bảo đây chỉ là khu đầm lầy chỗ nuôi thả gà vịt đất hoang. Có người bảo bà mẹ nó chỗ này mà nuôi được vịt thì có mà vịt rời. Làm quan mà bẻ cong thực tế như thế thì xem lại tư cách của bà ta, thậm chí là cách chức. Dân cần những người tử tế làm quản lý công việc xã hội, chứ không chấp nhận kiểu người thớ lợ. Nhà báo Nguyễn Thông tiếp tục khẳng định rằng vụ hủy hoại di sản thiên nhiên, phá thắng cảnh có yếu tố tiền và vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Chính phủ mà không ra tay xử lý nghiêm khắc thì đó là chính phủ tồi. Dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận. Theo đài EFA, ông Vũ Minh Chí, cựu trung tá Tổng cục 2 tình báo quân đội thì cho rằng dư luận có thể bị truyền thông lề phải dẫn dắt. Người khơi ra vụ này là một tờ báo của nhà nước, cụ thể là báo Tiền Phong, và dân mạng hùa vào theo. Tôi nghĩ đây là sự dẫn dắt từ phía nhà nước hoặc một thế lực nào đó từ phía nhà nước. Phe này muốn đánh phe kia, chứ không phải là một việc làm có tính khách quan, sự thật. Nhận định của Trung tá Vũ Minh Chí hoàn toàn đúng với những bình luận, phân tích, đánh giá của Thời báo .de đã nhiều lần khẳng định với quý vị
đây là cuộc chiến phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, họ đã tạo dựng ra vụ việc nhằm đánh đấm lẫn nhau. Xin được nhắc lại, việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đàn em của ông sử dụng báo Đảng để mà đổ vạ thì có lẽ không có gì là khó hiểu. Khi ông Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, nhiều nghi vấn đã đặt ra ở đây. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền. Nhất là với những diễn biến của chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 cho đến nay, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ Ban chấp hành Trung ương. Song Tổng Trọng đã thất bại. Trước Hội nghị Trung ương 8 và khóa 13, Tổng Trọng vẫn tiếp tục đầy nghiến giọng điệu cũ với cử tri Hà Nội rằng trốn cũng không trốn được đâu, để ám chỉ bà Nhàn IEC là em gái mây mưa của ông Chính. Nhưng với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục. Cho nên việc phe cánh của ông Tổng Bí thư thổi bùng vụ việc lấp Vịnh Hạ Long cũng chỉ là một biện pháp để chặn bước tiến của Thủ tướng Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 mà thôi. Việc chính phủ cho bà Cục trưởng Cục Di sản ra đối đáp thực chất là cú chọc tức ông Thủ tướng Chính với Tổng Bí thư trong lúc đó theo kiểu giang hồ gọi là Trọng đã hết vị rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư hết vị, Thủ tướng Chính chưa tha cho ông Trọng trong vụ lấp Vịnh Hạ Long. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.